Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Tình thế căng như dây đàn của Ukraine ở Chazivka. Sập cầu vượt ở vùng Slomenker của Nga. Vụ vỡ đê chắn sông Uran, Nga khởi động vụ án hình sự điều tra sự cố. EU đạt được thỏa thuận hỗ trợ thương mại cho Ukraine. Vũ khí đáng sợ nhất của Nga làm thay đổi cục diện xung đột Ukraine như thế nào? Bây giờ là tin chi tiết. Quân đội Ukraine cho biết tình hình quanh thành phố Chazivka ở phía đông rất khó khăn và căng thẳng, trong khi các lực lượng của Nga tiến hành nã pháo liên tục vào khu vực này để kiểm soát các cao điểm có lợi trong thành phố. Chazivka nằm cách thị trấn Kramatorsk chưa đầy 30 km về phía đông nam, một trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Tình hình rất khó khăn và căng thẳng. Oleg Kalashnikov, người phát ngôn một lữ đoàn của Ukraine triển khai trong khu vực cho hay. Theo ông Kalashnikov, Nga đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các thị trấn Budanivska và Ivanivska bên ngoài Chazivka. Họ cũng đang cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công giữa hai nơi. Quân đội Nga đang sử dụng bộ binh với sự hỗ trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép và chiến đấu cơ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi, người phát ngôn này nói. Ngày 5 tháng 4, các nhà chức trách Nga cho biết các lực lượng của Moscow đang tiến công về phía Chazivka ở khu vực Donetsk. Ông Kalashnikov đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Chazivka cách Bakhmut 20 km về phía Tây, thành phố chiến lược Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái. Gần đây, Nga đã đảm bảo được một số thành quả đầu tiên về lãnh thổ kể từ khi giành được Bakhmut, đồng thời cố gắng gây sức ép lên các đơn vị của Ukraine giữa bối cảnh phương Tây trì hoãn hỗ trợ quân sự. Ông Kalashnikov cảnh báo nếu Nga giành được thị trấn Chazivka, nước này có thể dội bom vào Kostiantynivka, cách đó 10 km về phía Tây Nam. Đối phương có thể đe dọa đến các tuyến hậu cần, ông Kalashnikov nói, đồng thời cho biết Sloviansk và Kramatorsk có thể bị tấn công trực tiếp. Trong khi đó, cố vấn người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Igor Kimakovsky thông báo quân đội Nga đã phá hủy đội hình lực lượng Azov của Ukraine gần Chazivka. Các cuộc tấn công do lực lượng hàng không vũ trụ của chúng tôi thực hiện cách Chazivka một vài km đã phá hủy một số xe tải chở các binh lính dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Dữ liệu trinh sát cho thấy bên trong xe tải là hàng chục binh lính thuộc lữ đoàn số 3, ông Igor Kimakovsky cho hay. Ông cũng thông báo với TASS trước đó rằng quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu một nhóm binh lính thuộc lực lượng Azov ở ngoại ô Chazivka. Một vụ sập cầu vượt vừa xảy ra ở vùng Slomenker của Nga vào chiều 8 tháng 4 khiến một phụ nữ tử vong và một số người bị thương. Đặc biệt, việc khôi phục lại cây cầu là không khả thi mà cần xây mới hoàn toàn. Vào 5 giờ chiều ngày 8 tháng 4, một cây cầu vượt nối hai quận của thành phố Vyazma, vùng Smolensk bị sập. Trên cầu đang có một ô tô con và một xe tải lưu thông. Hậu quả, một phụ nữ tử vong, 6 người bị thương, 5 người phải nhập viện, 4 người trong tình trạng nghiêm trọng. Các bác sĩ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ các nạn nhân. 3 người trong số họ sẽ được đưa đến Moscow để điều trị. Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ việc, không có đoàn tàu nào chạy qua nhưng đường sắt phải ngừng hoạt động. Vụ sập cầu cũng gây hư hỏng mạng lưới cung cấp khí đốt, khiến 8.800 người dân trong khu vực không có khí đốt. 4 đoàn tàu cứu hộ và 300 công nhân đường sắt đã được cử đến hiện trường để dọn đường ray. 133 chuyên gia đem theo 23 thiết bị máy móc đã đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Theo ông Anokhin, thống đốc vùng Smolensk, 6 trong số 7 nhịp của cây cầu đã bị sập, đè lên đường ray xe lửa. Chỉ còn lại một nhịp nhưng cũng cần phải tháo dỡ. Ông nhấn mạnh, việc khôi phục lại cây cầu là không khả thi mà cần xây mới hoàn toàn. Trong suốt đêm 8 tháng 4, mọi công việc được tiến hành gấp rút, dỡ bỏ cây cầu để các đoàn tàu có thể nhanh chóng đi qua. Văn phòng công tố vùng Smolensk cho biết một vụ án hình sự đã được mở ngay sau vụ việc.
Hơn 10.400 ngôi nhà hiện ngập sâu trong nước do hậu quả của lũ lụt và sự cố đặc biệt nghiêm trọng vỡ đê chắn sông Uran ở thành phố Oskar, tỉnh Orenburg, khu vực Tây Nam nước Nga. Ủy ban điều tra Nga đã khởi động một vụ án hình sự điều tra những người có liên quan đến sự cố này, gây ra thảm họa lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử tại vùng Orenburg những ngày qua. Theo thống đốc vùng Orenburg, Dennis Pasler, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất từng xảy ra trong khu vực kể từ khi dữ liệu thiên tai được lưu trữ. Thị trưởng thành phố Oskar Vasily Kozupisa cho biết, con sông Ienshanka chảy qua thành phố này cũng đã vỡ bờ. Nhà chức trách đang khẩn trương triển khai các biện pháp sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Theo chính quyền địa phương, hơn 6.100 người đã được sơ tán khỏi thành phố 230.000 dân này. 15 trong số 40 trường học đã bị ngập lụt. Ông Alexander Sinokov, quan chức Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết. Thêm một vụ vỡ đập nữa ở khu phố cổ Oskar, nước đang dâng cao tại khu định cư Naiken trên đường Boris Glebskaya. Chúng tôi đang tiến hành sơ tán dân cư, một nhóm phối hợp chung đang hoạt động tại đây. Thảm họa lũ lụt đã được báo cáo dọc theo chiều dài hơn 2.400 km của sông Uran, bao gồm cả đoạn sông chảy qua quốc gia láng giềng Kazakhstan. Cơ quan chức năng ban bố nhiều cảnh báo lũ lụt trên khắp các vùng gần Orenburg. Tình trạng ngập lụt hiện đã được ghi nhận trên khắp Siberia, sông Volga và các khu vực miền trung nước Nga. Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp chống ngập lụt có thể xảy ra ở vùng lân cận Orenburg. Thị trưởng Orenburg Sergei Samin thông báo. Tình hình lũ lụt vẫn nghiêm trọng, nước đang kéo về và những ngày tới, mực nước sẽ chỉ dâng cao thêm. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục xảy ra. Nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, đồng nghĩa với việc các bạn phải sơ tán ngay lập tức. Chính quyền vùng Orenburg ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới 21 tỷ rúp và dự báo sẽ phải mất ít nhất 2 tuần nữa nước mới bắt đầu rút. Nhà máy lọc dầu Oskar đã đình chỉ hoạt động trong ngày hôm qua do ảnh hưởng của lũ lụt. Ủy ban điều tra vùng Orenburg miền trung nước Nga đã nhanh chóng mở cuộc điều tra hình sự sau khi con đê bị vỡ gây lũ lụt ở thành phố Oskar. Giới chức vùng Orenburg tin rằng thảm họa vỡ đê là kết quả của việc bảo trì đê không đạt yêu cầu. Hãng thông tấn TASS dẫn lời văn phòng công tố địa phương cho biết con đê bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và các cơ quan giám sát kỹ thuật đã nhiều lần báo cáo các vi phạm bảo trì kể từ đó. Ngày 8 tháng 4, Liên minh châu đã đạt được thỏa thuận tạm thời mới về việc mở rộng các biện pháp thương mại tạm thời đối với Ukraine. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. Hội đồng châu Âu đã đồng ý đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU thêm lần nữa, cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2025, để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của Liên minh châu Âu. Nếu có gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU hoặc thị trường của một hoặc nhiều các quốc gia EU do hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, quy định đảm bảo việc Ủy ban châu Âu có thể hành động nhanh chóng và áp đặt bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết để bảo vệ người nông dân EU. Cụ thể có thể sẽ kích hoạt một số các biện pháp đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nhạy cảm từ trứng, đường, yến mạch, ngũ cốc, ngô và mật ong v.v. Các bên cũng sẽ đàm phán đồng ý kéo dài thời gian tham chiếu được sử dụng làm cơ sở để kích hoạt các biện pháp tự vệ này. Nghĩa là nếu nhập khẩu các sản phẩm này vượt quá khối lượng nhập khẩu trung bình được ghi nhận trong nửa cuối năm 2021, trong cả năm 2022 và 2023, thuế quan sẽ được áp dụng lại. Ngoài ra, Ủy ban châu cũng cam kết tăng cường giám sát việc nhập khẩu ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì. Theo thỏa thuận mới này, các thành viên Hội đồng châu cho rằng cần tăng cường các biện pháp để bảo vệ người nông dân của khối. Thỏa thuận này cũng là minh chứng cho sự đoàn kết của khối và sự hỗ trợ không ngừng của EU dành cho Ukraine trước cuộc xung đột hiện tại. Lực lượng không quân Nga đang tăng cường sử dụng các loại vũ khí có từ thời Liên Xô được sửa đổi để trang bị cho cuộc xung đột trong thế kỷ 21 và đẩy mạnh tấn công Ukraine nhằm giành lợi thế trên chiến trường. Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Zelensky cho biết, trong nhiều tháng qua và nhiều tuần qua, đối phương đã tăng cường đáng kể hoạt động của máy bay chiến đấu, sử dụng bom dẫn đường để phá hủy các vị trí của chúng tôi.
Các loại vũ khí dẫn đường này thường được gọi là bom lượn, gồm những quả bom có tuổi đời hàng chục năm được thả trực tiếp từ máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 xuống mục tiêu. Bằng cách bổ sung cánh lượn giá thành rẻ và hệ thống định vị vệ tinh, những quả bom này có thể được máy bay ném bom của Nga phóng ở sâu bên trong lãnh thổ Nga, phía sau trên tuyến và ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine. Vilat, một binh sĩ 27 tuổi tại khu vực phía đông Donetsk cho biết, đối với Nga, việc dùng vũ khí này rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Khi bom lượn phát nổ, nó có thể phá hủy một số tòa nhà. Bom lượn có thể chứa từ 500 kg đến 1,5 tấn thuốc nổ, bay xa hơn 60 km, tạo ra những miệng hố rộng tới 20 m và sâu 6 m khi lao xuống mặt đất. Bogdan, một binh sĩ khác ở Donetsk cho biết, chúng rất đáng sợ, rất nguy hiểm. Ngay cả khi vụ nổ xảy ra cách khoảng 1 km, nó cũng đủ để làm hư hại cửa của các tòa nhà xung quanh. Bom lượn có sức tàn phá khủng khiếp đến mức các nhà phân tích của Deep State Ukraine đã cho đây là loại vũ khí mà lực lượng này trên thực tế không có biện pháp đối phó. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với Financial Times rằng binh sĩ Ukraine đang bị tấn công ồ ạt và thường xuyên bằng các quả bom dẫn đường trên không. Chúng quét sạch các vị trí của chúng tôi. Theo các quan chức quốc phòng Ukraine, Nga đã tấn công Ukraine bằng 3.500 quả bom dẫn đường trên không kể từ đầu năm đến nay, tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chỉ trong tuần thứ 3 của tháng 3 năm 2024, Nga đã phóng hơn 700 quả bom dẫn đường. Về bản chất, chúng có cấu tạo rất đơn giản. Vì thế, chúng tôi không thể gây nhiễu và rất khó đánh chặn. Cách duy nhất để đối phó là bắn hạ những máy bay ném bom mang các quả bom này, ông Kuleba giải thích. Để đạt được điều đó, Ukraine cần các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Trong báo cáo công bố vào tháng 3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tổ chức tư vấn có trụ sở tại London cho biết, việc Nga gia tăng số lượng các vụ tấn công bằng bom lượn là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang bị khan hiếm vũ khí phòng không. Sự thiếu hụt này một phần là do Mỹ và châu Âu chậm trễ trong nỗ lực viện trợ quân sự. Hiện thì Quốc hội Mỹ đang trì hoãn gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev. Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine có thể giúp Kiev đối phó với máy bay ném bom Nga. Nhưng theo ông Kuleba, chiến đấu cơ F-16 khó có thể được chuyển giao vào giữa mùa hè năm nay. Sự chậm trễ này đang làm trì hoãn các hoạt động quân sự của Ukraine trên chiến trường. Vào tháng 3 vừa qua, thì Tổng thống Zelensky cho biết Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Các quan chức Ukraine nói rằng bom lượn của Moscow có thể được sử dụng để phá hủy các con đường xuyên qua những công sự mới mà Kiev gấp rút xây dựng để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Vào tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2024, Nga được cho là đã tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng hai quả bom dẫn đường đa năng có tầm bắn lên tới 90 km. Đây là lần đầu tiên Kharkov bị tấn công bằng bom lượn. Trước đó thì khu vực này thường bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Lực lượng không quân Nga đã đóng một vai trò hạn chế kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc chiến Nga-Ukraine phần lớn được định hình bằng các trận chiến trên bộ. Một quan chức quân sự Ukraine mô tả, xung đột giống chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng có sự xuất hiện của các công nghệ mới, chiến hào và máy bay không người lái. Trong thời gian gần đây, khi giao tranh chững lại và quân đội Nga tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ, cuộc chiến trên không ở Ukraine đã nóng lên. Vào tháng 3 vừa qua, thì Ukraine cáo buộc Nga bắn hàng trăm tên lửa hành trình và đạn đạo vào cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, đe dọa phá hủy các nhà máy thủy điện ở các thành phố Kharkiv và Zaporizhia. Để đáp trả, Ukraine đã tấn công hàng chục nhà máy lọc dầu
và nhà máy sản xuất máy bay không người lái nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cũng như các tàu chiến và cơ sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea. Các chuyên gia quân sự cho rằng, lực lượng không quân Nga đang bắt đầu đóng vai trò then chốt và xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho họ. Sự phát triển bom lượn đã góp phần mở cánh cửa cho mục tiêu này. Trong bản đánh giá tình hình chiến sự, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, Nga đã sử dụng các cuộc tấn công bằng bom lượn để đạt hiệu quả chiến thuật trong việc chiếm giữ Avdiivka vào giữa tháng 2 năm 2023 và buộc quân đội Ukraine phải rút lui. Những quả bom này phá hủy hoàn toàn các vị trí của chúng tôi. Tất cả các tòa nhà và công trình đều bị san phẳng sau các vụ nổ. Và họ đã buộc chúng tôi phải rút lui trong vòng 60 đến 80 ngày. Igor Sugar, binh sĩ Ukraine từng chiến đấu ở Avdiivka cho biết. Michael Kaufman, nhà phân tích quân sự tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Kanji cho rằng việc Nga triển khai số lượng lớn bom lượn cùng với sức công phá của chúng đã ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ Ukraine. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine cũng nhận định bom lượn là lý do chính để khiến quân đội Ukraine phải rút lui khỏi Avdiivka. Điều này mang lại cho Moscow thành công đầu tiên sau gần một năm. Ông Zelensky nói, do bị bom dẫn đường từ trên không bắn phá liên tục, hàng phòng ngự của chúng tôi đã bị phá vỡ hoặc chọc thủng, tạo cơ hội cho đối phương tiến lên dần dần. Nga hiện đang tăng cường sản xuất bom lượn, đồng thời nâng cấp bom FAB-500 nặng 500kg và bom FAB-1500 nặng 1500kg. Đầu tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm một nhà máy ở vùng Nizhny Novgorod để kiểm tra dây chuyền sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhà máy đã gia tăng sản lượng bom dẫn đường trên không FAB-500 lên nhiều lần và tăng gấp đôi sản lượng bom FAB-1500. Ngoài ra, Nga cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 nặng 3000kg, có thể gắn mô đun cánh lái và hệ thống dẫn đường. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.